Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tiếp tập trước, tại mê cung ngầm, sau khi Anna hỏi Tô Niên tại sao con chó lại biến mất trong mê cung thì Tô Niên giải thích. Người không phát hiện ra cũng là chuyện rất bình thường. Đây là công năng đặc biệt của mê cung bóng tối nếu quái vật đứng im bất động trong vòng 5 giây sẽ rơi vào trạng thái khó bị phát hiện vua chó ngay xong liền tán thưởng nịnh hót và góp ý kiến thêm thì ra là vậy chủ nhân vĩ đại mê cung này còn có công năng tuyệt vời vậy sao thuộc hạ có một cách này không biết có thể đặt được bẫy trong mê cung bóng tối và phái một số quái vật canh gác không nó giơ hai tay lên cao tưởng tượng nói thêm với tô niên như vậy thì chỉ dựa vào mê cung bóng tối thôi cũng có thể ngăn chặn được số lượng lớn kẻ địch tô niên giơ tay lên miệng suy nghĩ ý kiến của vua chó mà khâm phục không hổ là polokri về mặt này rất lão luyện tô niên rất hài lòng nói với vua chó cách này không tồi chuyện này giao cho ngươi polokri tiện thể chuyển khoai tây về cánh đồng hắc ám lệnh cho binh lính loài người trồng trọt những tù nhân không chịu quản giáo đó đã được đưa vào ngục trước tiên nhốt 10 ngày đã sau 10 ngày rồi xử lý chúng sau vua chó cung kính giơ tay lên tuân lệnh dạ rõ chủ nhân sau đó tô niên mở hệ thống lên ra lệnh sau khi đổi quả vàng giữ lại năm nghìn điểm hệ thống dùng điểm hệ thống còn lại chuẩn bị cho ta một bộ giáp giá cao phương án có thể tăng được sức mạnh của ta hệ thống bắt đầu lật tìm kết quả theo yêu cầu của ký chủ Hệ thống cung cấp phương án nâng cấp phù hợp với ký chủ nhất, phù hợp với nhu cầu thể chất và năng lực hiện có của ký chủ. Đề xuất tăng cơ bắp cao cấp 10.000 điểm, cộng ý chí bảy đàn sơ cấp 100.000 điểm, cộng quả vàng 100.000 điểm, giữ lại 5.000 điểm hệ thống. Số điểm còn lại của ký chủ là 44.995 điểm hệ thống. Có muốn bắt đầu cường hóa không? Tô niên ôm lấy Anna chiều mến thông báo. Anna, ta sắp bắt đầu tiến hóa rồi. Anna ngạc nhiên hỏi lại, ngài Cự Long lại tiến hóa sao? nhưng rồi anna nắm chặt hai tay lại kiên định quyết tâm nhìn tô niên khí thế tuyên bố không sao anna sẽ bảo vệ ngài ngài cự long cứ yên tâm ngủ say đi tô niên liền chấn an anna và đẩy cô đi lần tiến hóa này không cần phải ngủ say nhưng quá trình có vẻ phức tạp hay là ngươi đi chỗ khác trước đi ta sợ sẽ làm ngươi sợ nhưng anna không chịu kiên quyết nói lại với tô niên anna ở đây không đi đâu cả anna nhắm mắt lắc đầu từ chối nghe nói dòng khổng lồ thăng cấp là một việc vô cùng nguy hiểm có thể xảy ra bất chắc bất cứ lúc nào nên anna phải ở bên cạnh bảo vệ ngài cự long thấy anna quyết tâm như vậy tô niên đành bất lực đồng ý được thôi nếu như vậy thì ngươi ở lại bên cạnh ta đi tô niên còn căn dặn thêm có điều trong lúc ta thăng cấp ờ trong lúc thăng cấp có thể sẽ xảy ra những chuyện rất kinh khủng những lúc như vậy ngươi phải tránh xa ta ra ta sợ sẽ làm ngươi bị thương anna liền đồng ý được rồi anna biết rồi sau đó tô niên gọi hệ thống lên hệ thống bắt đầu đi hệ thống liền cảnh báo thêm ký chủ chú ý lần này cường hóa là cường hóa tổng hợp liên quan đến nhiều cơ quan trong cơ thể của ký chủ kèm theo cơn đau dữ dội để tránh trường hợp ký chủ xảy ra bất chắc lần cải tạo này sẽ phong ấn thanh quản của ký chủ cắt bỏ tứ chi của ký chủ bắt đầu cải tạo mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng cạch tay tô niên liền bị cắt ra trong nháy mắt máu trào phun ra tô niên giật mình nhìn vào tay cắt bỏ tứ chi vãi thật cạch chân tô niên cũng bị cắt rứt lìa ra máu chảy lên láng dưới đất uỳnh mất đi đôi chân thăng bằng tô niên ngã xuống nằm trên vũng máu Anna hớt hãi mặt đầy nước mắt chạy tới, ngài cự long, Tô Niên nằm trên đất rên rỉ quằn quại, đau 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 đau. Hệ thống, không cho ngất đi luôn được à? Hệ thống trả lời, được thì cũng được, nhưng phải mất 1000 điểm hệ thống, Tô Niên liền đồng ý, 1000 điểm thì 1000 điểm, nó như tiêm thuốc tê thôi mà. Tinh, tốn 1000 điểm, ký chủ rơi vào giấc ngủ sâu, một giây sau, Tô Niên mở mắt ra bừng tỉnh, hệ thống. Có chuyện gì vậy? Tô Niên tức giận mắng hệ thống, ông đây mất 1000 điểm mà chỉ nhắm mắt một cái vậy thôi hả? Hệ thống liền giải thích, ký chủ chứa kích động, có lý do bên ngoài tác động khiến bạn tỉnh giấc. Tô niên nhìn kỹ lại thì thấy Anna đang tỏa ra luồng sáng xanh xung quanh. Là Anna, Anna đang sử dụng thuật chữa trị. Tô niên chật vật nhướng một mắt lên nhìn Anna, Anna. Mau dừng tay, Tô niên khóc giống lên như vòi phun nước chảy ra. Anh khó chịu đau đớn, hu uhuh. hu. Cổ họng không phát ra âm thanh được. Hệ thống, ta không phục. Điểm hệ thống hiện tại 44.995. Độ hảo cảm của Anna 300. Độ hảo cảm của Selena 300. Độ hảo cảm của Dela âm 20. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.